Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Sau một tuần ẩn thân chi thuật thì tôi đã quay trở lại rồi anh em ơi, giọng hơi khàn khàn một tí. Trong cái quá trình một tuần vừa qua thì cũng có ốm, nhưng mà cái việc mà tôi không ra clip ý, thì không phải là vì tôi ốm, mà là bởi vì là lý do làm sao. Lý do là tôi đang tập trung vào rồi leo top server anh em ạ. Chính vì thế nên là tôi không có ra clip được. Đấy, bởi vì là leo rank ý, mà để đua top ý, thì nó mất rất nhiều thời gian và cần phải có rất nhiều cái sự tập trung. Đấy, lơ là một tí là mất top ngay. Nhất là bây giờ ở giai đoạn đầu mùa là cái giai đoạn mà căng thẳng nhất. Tất cả cao thủ đua top đều chơi ở cái giai đoạn này. Chính vì thế là nó cái mức rank thực ra thì đánh ở cái mức rank rook ý, hay là mức rank king ý, nhưng mà nó còn căng thẳng hơn là cái mức rank queen ở cuối mùa cơ. Nó rất là căng thẳng anh em ạ. Đấy, không lơ là được một giây nào hết luôn ấy. Cả một cái trận đấu là phải tập trung toàn bộ năng lượng, trí lực để có thể chơi được một cái trận đấu chiến thắng, rồi mới có thể là tăng rank để mà vào top được anh em nhé. Đấy, và cái cuộc đua này bây giờ nó đang là rất là căng thẳng. Tôi bây giờ hiện tại đang ở cái vị trí top 2 ở trong cái bảng xếp hạng. Đấy, và cái đợt này ấy, là tôi có mục tiêu là tôi sẽ được coi như là top 1 server luôn anh em nhé. Top 1 ở đây là server quốc tế luôn. Đấy, server thế giới, chứ còn không phải là top 1 Việt Nam nữa. Mục tiêu nó là như thế. Đấy, và hiện tại đã được top 2 server thế giới rồi. Còn cái vị trí top 1 thì bây giờ đang khá là gay cấn. Tôi hôm nay ấy, cái ngày hôm nay tôi ra clip để cho anh em đỡ nhớ thôi. Đấy, với cả tôi cũng xin được là hôm nay là chia sẻ cái quá trình leo top server. Đấy, chơi những cái đội hình gì mà tôi chơi để tôi leo được top. Thì tôi nghĩ là cái đội hình mà tôi leo được top server thì anh em chơi anh em cũng sẽ dễ dàng được top thôi. Nó là cái kinh nghiệm từ tôi nha anh em nhé. Thì tôi đã trải qua một cái giai đoạn đầu mùa test thử ở cái mức rank rất cao, chơi với toàn cao thủ thôi. Đấy, và tôi cũng đã test rất nhiều các cái đội hình. Không phải là vì là leo top mà tôi sờ pha một đội hình đâu. Đấy, và tôi đã test rất nhiều cái đội hình khác nhau để tôi tìm ra được cái nguyên lý quy luật của cái meta này. Meta này thì nó vẫn là beat nhá anh em nhá, nó vẫn là beat. Tuy nhiên là có những cái đội hình nó counter beat. Đấy, ví dụ như anh em bây giờ anh em vào anh em thấy là có rất nhiều người chơi là đang sờ farm beat để leo rank top. Đấy, đặc biệt là top 1 server bây giờ hiện tại là đang sờ farm beat. Chơi 100 trận là gần như là 99 trận là chơi beat nha anh em nhá. Đấy, thì anh em biết là cái bộ beat nó hot đấy như nào. Nó rất là hot. Tốc độ trận đấu nhanh, đẩy nhanh và rất hiệu quả. Khỏe từ đầu đến cuối game. Đấy, đầu game cũng khỏe, giữa game cũng khỏe và cuối game cũng khỏe. Meta hiện tại vẫn là meta beat nha anh em nhá. Đấy là cái điều khẳng định của tôi. Tuy nhiên là cái bọn beat ấy nó vẫn có cái cách để counter. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay nhá, tôi sẽ chơi một cái đội hình mà counter beat cho anh em xem. Đấy, để anh em biết là beat nó không phải là bất trị, beat có rất nhiều cách trị nha anh em nhá. Và cái quá trình mà tìm ra được những cái cách trị của cái bộ beat là cái quá trình mà tôi leo rank đấy. Đấy, tôi leo rank thì tôi test những cái đội hình khác nhau, tôi chơi các cái đội hình khác nhau và tôi có ra được những cái đội hình mà có thể là đấm được bọn beat ở trong cái thời điểm hiện tại. Đó, còn các anh em cũng có thể là anh em chơi beat để anh em leo rank nha anh em nhá. Bởi vì beat nó vẫn là meta. Đó, cái bằng chứng là như tôi vừa chia sẻ đấy. Top 1 server bây giờ là đang chơi beat sờ farm nha anh em nhá. Đấy, là anh em biết là nó rất là ok. Ra được con AM. Tabu Witcher à? Ok, Tabu Witcher gánh một thời gian được. Thực ra cái con này cũng có một vài người khá là tin dùng. Ví dụ như là xe quen nhỉ, thì cũng khá là hay đánh theo kiểu là xoay quanh cái con Tabu Witcher. Đấy, con Tabu Witcher này thì nó có thể làm co trong khá là nhiều các cái đội hình khác nhau. Và chúng ta có thể, nếu mà ra cái con Tabu sớm, chúng ta có thể đánh xoay quanh cái con này. Con này rất là hay đấy. Có thể kết hợp với rất nhiều đội hình, đặc biệt là Insectoid và 9m là những cái đội hình mà con này nó khá là ngon, khá là khỏe. Và nó cũng là một trong những con có thể counter beat. Đấy, Tabu Witcher. Chính vì thế nên tôi mới nói là ở trong cái meta này nó sẽ là beat và những cái bọn counter beat. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái thế lực. Đấy, chính là beat và counter beat nha anh em nhé. Nếu mà cái trận đấu mà nhiều beat, chúng ta hay đánh counter beat, rất là hay. Đặc biệt là chúng ta đánh xoay quanh cái con Tabu này. Ví dụ như là beat thì rất là sợ 9 warrior và rất là sợ 9m. Đó là hai cái đội hình mà chúng ta có thể xây dựng để đấm beat. Đấy, trận này tôi sẽ hướng tới Warrior trước bởi vì nó ra Warrior đầu game khá là ok, nhưng có thể chúng ta sẽ đá sang 9m bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta cần.
Còn cái trường hợp mà tại sao lại là 9m hay là tại sao lại là 9 warrior thì tôi cũng xin chia sẻ luôn là nếu mà chúng ta đã chơi fake ấy, mà chúng ta đánh ở cái level cao ấy, đánh cái mức rank cao ấy, thì nó không có quy định nó là 9 war fake hay là 9m fake đâu, hay là 9 feather fake, mà nó gọi chung là cái bộ fake. Đấy, còn nó là cái bộ fake thôi, chứ còn chuyển sang cái bộ gì thì nó là linh hoạt nha anh em nhá. Chính cái đấy nó là cái hay ở cái bộ fake, nó rất là linh hoạt. Đấy, còn lý do tại làm sao mà nó lại phải là 9 warrior và nó phải lại phải là 9m, thì nếu mà nó là 9m ấy thì đương nhiên nó đấm vào beat được rồi. Đấy, nhưng mà cái bọn beat ấy nó lại có một cái là như này. Cái bọn beat ở trong cái mức rank cao ấy thì nó lại không phải là beat. Đấy, cái vấn đề nó thế. Nếu mà cái mức rank trung trung tầm trung ấy thì beat nó là beat ấy. Beat mà đúc sách mà siêu đẻ thì nó là beat. Nhưng mà beat mà nó lại là đúc sách, đúng rồi. Nhưng mà nó ở top server thì nó không còn là beat nữa, mà nó là gì? Nó là Insectoid. Đấy, mà cái bọn Insectoid nhá. À đúng rồi, anh Tuấn Cơm Rưu không anh? Ê, trả lời anh em đã nhá. Ok. Ai mà hỏi tôi ấy, mà chào tên tuổi đồng hoàng mà đúng tên ấy là tôi chào lại ngay nhá anh em nhá. Đấy, còn các anh em xin nhắc lại lần nữa nhá. Rất nhiều anh em vào, anh em cứ gọi tôi idol thì tôi cũng chả dám là idol của ai cả. Đấy, và anh em chào idol thì nhiều khi là tôi có một cái nó gọi là dớp ngày xưa. Có một cái tình huống là có người chào idol không tôi chào lại, nhưng mà xong cuối cùng là không phải tôi. Tôi ngại lắm anh em ạ. Nhá anh em nhá, tôi rất là cảnh giác với việc đấy. Ok, thì tôi lại xin chia sẻ cho anh em là cái bọn beat ý, nó ở cái mức rank cao ấy thì lại như này cơ. Khi mà người ta thấy có cái bộ 9m ấy, người ta sẽ chuyển sang cái bộ insect anh em ạ. Thế nên là tại sao sao nó lại là 9 warrior, khi mà đối thủ chuyển sang insect chúng ta sẽ thử sẵn lên con bài warrior để chúng ta chuyển sang anh em nhá. Đó, đánh nó là như thế thôi. Nó vẫn là rất là bài bản, nhưng mà nó phải có một chút linh hoạt trong cái việc là chọn cái đội hình. Ok, để tôi tính xem là ở cái round sau chúng ta gặp ai nhá. Kinh 75 chưa gặp. Kinh 75 có 3 Hunter thôi, chắc là vẫn ăn được. Cách nhận biết Ryu Tuấn Cơm hay không là sao? Ryu là chào lại hả? Tôi thấy bây giờ có ông không đi ông cũng chào lại. Lấy cái này đi. Chơi thì chúng ta sẽ hướng đến là những cái đồ mà có thể là gây đam nha anh em nhá. Gây đam. Đấy, tăng mana nhanh. Tí nữa nó sẽ là 9m hoặc là 9 warrior. Nhưng mà 9m hay 9 warrior ấy, thì nó vẫn cần phải có cái lượng đam để clear cái bọn beat. Anh em chơi warrior thì anh em vẫn phải có cái lượng đam để clear nhá. Chứ không phải là warrior là đúc hết toàn bộ nó là giáp đâu. Nó chỉ một phần nào đấy thôi. Còn nếu mà anh em kiểu giáp, anh em quá trâu nhưng mà anh em không có đam ấy, thì cái bọn siêu đẻ nó càng ngày nó càng đẻ nhiều, thì rồi sẽ đến cái lúc mà anh em sẽ không chịu nổi thôi. Cái ngày hôm nay ấy, thì cái video ngày hôm nay nó sẽ là cái video đầu tiên cho cái series cái mùa mới nha anh em nhá. Đấy, và sau cái ngày hôm nay thì cái video, những cái video tiếp theo của tôi sẽ là cái quá trình mà tôi leo cái rank top server đó, và kết hợp với cả làm content luôn nha anh em nhá. Tức là trong cái quá trình mà tôi leo top server là tôi cũng làm rất nhiều content hay. Đấy, từ làm test cái con tướng mới ở các cái đội hình khác nhau này, cho đến là làm những cái đội hình mà nó khá là độc dị lạ. Có thể nói là những cái đội hình mới, và là những cái đội hình mà có thể là đánh tốt ở cái mức rank hiện tại của tôi. Đấy, cái mức rank hiện tại của tôi là top server đấy, thì nó khá là ok. Thì tôi cũng xin chia sẻ với các anh em luôn nhá, để anh em có thể anh em vào anh em chơi, anh em test thử. Đấy, còn nói chung là để mà nói là mạnh với tôi nhưng mà mạnh với tất cả mọi người thì nó không có đâu. Tùy anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là nhiều khi là mình làm ra mình chơi mình múa thì hay đấy, nhưng đến lúc anh em vào, anh em buộc vào, anh em thấy là nó không ngon thì anh em bảo là tôi coi như là tôi lùa gà. Mà thực ra là có phải đâu, nó còn tùy vào mỗi người anh em ạ. Cái độ thông thạo của từng bộ nó khác nhau. Có thể là anh em bây giờ anh em thấy là cái bộ beat nó ngon, nhưng mà để mà ngon được ấy, để mà anh em chơi hay được cái bộ beat thì anh em vẫn phải tập, đúng không? Ai cũng phải thế thôi. Nhiều khi là tôi có thể một cái lineup mà tôi tìm được ra rồi, tôi luyện đã đời rồi, tôi chơi đến cái mức độ thông thạo 10 rồi. Đấy, trong khi là anh em mới bắt đầu, anh em xem lần đầu tiên, xong rồi lúc anh em vào anh em chơi thử, anh em thấy nó chưa ngon, anh em lại bảo là nó kém, thì nó yếu, thì thực ra là không phải. Và cái vấn đề là anh em phải có thời gian anh em luyện tập anh em ạ.
anh em phải thật là thông thạo trong cái việc là xác định cái nó gọi là tham minh ấy, tham minh đúng điểm hẹn, đúng cái giai đoạn mạnh của cái đội hình nó ở cái giai đoạn nào. Anh em lắm được cái đấy anh em mới có thể là khỏe được anh em nhá, thông thạo được. Chứ còn nếu mà bình thường ấy mà chơi kiểu là anh em chỉ có chăm chăm vào xếp cái đội hình thôi ấy, thì có khi là đến lúc mà anh em xếp cái đội hình như tôi ấy, thì đối thủ đã mạnh hết rồi. Đấy, thì nó bớt đi cái sự khỏe của cái bộ đấy rồi. Hay là có những cái đội hình mà anh em phải vật vã, anh em cái giai đoạn giữa game anh em phải đánh thật là khéo để giữ máu rất là tốt, thì late game anh em mới nó có cái thành quả là một cái đội hình vô địch với cái sức mạnh gọi là tối thượng. Nó là như thế anh em ạ. Đấy, à quên, không chia sẻ với anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Tôi quên mất đấy. Đầu game tôi thực hiện cái pha đó là rất nhiều lần rồi, đấy là cái combo Grim với cả cái con Lila ấy. Đấy, hay là thỏ cũng thế nhá anh em nhá. Cái combo này ấy, nó đã giúp tôi leo top server đấy anh em ạ. Đấy, và tôi xin chia sẻ với anh em về combo leo top server của tôi đầu game. Đấy là lúc nào tôi cũng mua con Grim và tôi mua con thỏ hoặc là con Lila. Đấy, hai con này là combo con Grim nó gần như là đối thủ là đứng im hoặc là đối thủ là bay màu. Ở cái giai đoạn đầu game nó cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Và nó luôn giúp tôi đánh chuỗi ở giai đoạn đầu game. Và tôi xin chia sẻ với anh em luôn. Đấy, và tôi cũng phải coi như là ghim một tuần tôi mới dám chia sẻ với anh em đấy. Để là tôi giữ lại cái bí kỹ để tôi leo top server đấy đã. Bây giờ tôi mới chia sẻ cho anh em. Đấy, tôi leo được top server rồi, tôi đang ở trên top rồi, tôi mới chia sẻ cho anh em để anh em leo đằng sau theo đuổi tôi. Theo đuổi xong, nhưng mà nói thật với anh em là tôi leo lên queen là tôi nghỉ thôi anh em ạ. Tôi leo queen tôi nghỉ thôi. Sớm muộn gì anh em lại chả vượt. Sớm muộn gì cũng vượt đấy mà. Tôi chỉ có sản xuất video đủ và tôi nghỉ thôi. Tôi nói thật với anh em là cái riêng cái giai đoạn đầu mùa này nhá, mà sản xuất video ấy là chơi được lên đến queen thì là đủ video cho đến hết mùa luôn. Đủ video ra đến hết mùa mà. Đâu cần chơi đâu. Đấy, nên là thường thì lên đến queen là tôi nghỉ ra, tôi không chơi nữa. Lúc đấy thì anh em tha hồ mà chơi. Đấy, xin chia sẻ với các anh em nhá. Để bí kỹ để các anh em chơi nó dễ ở giai đoạn đầu game. Anh em cứ lấy cho tôi cái con Grim với cả một cái con bắn kiểu đơn mục tiêu ấy. Con Grim chắc chắn là vào nó quẹt mực đấy. Còn cái con bắn trưởng đơn mục tiêu anh em chỉ cần lấy đồ mana nó thôi. Như tôi ở đây là tôi chọn con Flame Wizard anh em nhá. Combo kiểu gì cũng trúng luôn ấy. Nhất là khi mà cái con mực có lên 2 sao nó quẹt trúng 4 con. Đấy. 1 sao thì chỉ quẹt được 2 con thôi. Nhưng mà lên 2 sao là quẹt được trúng 4 con cơ. Rất là khỏe luôn ở cái combo này. Và đây nó là cái combo mà nó giúp tôi leo top server đấy anh em ạ. Nhưng mà có một cái lưu ý như này. Đấy là nếu mà anh em chơi những cái bộ bắn trưởng như tôi ấy, thì anh em chơi như thế này nó ok. Nhưng mà nếu mà anh em chơi theo kiểu đánh nam vật lý ấy, thì anh em đừng chơi cái này mà anh em chơi Hunter thôi nhá. Anh em chơi Hunter đấy, vật lý thì lên chơi Hunter đầu game nó khỏe. Còn anh em chơi cái bộ bắn trưởng thì anh em hãn chơi như tôi. Tôi thì anh em biết rồi đấy, tôi chia sẻ rất nhiều ở trên kênh. Đấy là tôi rất là thích chơi bắn trưởng nên là thường là xây dựng là nó cũng đa phần là bắn trưởng. Kiểu gì nó cũng sẽ xoay về cái bộ bắn trưởng thôi. Kể cả đầu game có chơi Warrior hay là có chơi kể cả là Hunter nhá, Hunter thì tôi cũng quay về bắn trưởng đấy anh em ạ. Thường là như thế. Nên là meta này không hiểu sao lại rất hợp với tôi. Công nhận hợp. Hợp nên là nó mới gọi là ok, đánh nó mới bon như thế. Vì làm sao vậy? Bởi vì cái bọn beat ấy nó đông, nó hoành hành, nhưng mà tôi lại chưa bắn trưởng. Tôi chơi 5 dòng 9 mét, một xòe quạt nó phát là bay màu hết toàn bộ beat thôi. Beat thì toàn beat siêu đẻ, toàn kẹp đẻ, chả thấy thằng nào kẹp cá vào. Đánh rất là phê. Ui, chết là thua. Cái nào này bị thằng này nó kê cái con assassin, nó kê con Lila. Lila Blink phát vào bay màu, nó không tung một trưởng anh em ạ. Cay thật. Thôi không sao, nó phải chấp nhận anh em ạ. Bởi vì thực ra có chuối ở cái mức rank top server thì nó khác với cả có chuối ở cái mức rank thấp. Do sao 7 thằng nó sẽ chú ý đến mình và nó sẽ canh bài để nó counter thôi anh em ạ. Canh bài cắt chuối là bình thường anh em nhá. Giữ ở chuối ra 16 là ổn rồi. Chứ còn để mà giữ ở sau là 20 thì nó khó lắm. Thôi chấp nhận nó là ok, bây giờ chúng ta dừng lại ở 8 Zaro thôi. Thế này là cũng tích được lượng tiền khá khá, không bị thọt là được rồi. Tôi thường là hay cái giai đoạn đầu tôi khá là sử dụng tiền nhiều. Anh em cứ để ý mà xem, nó khá là thọt.
Nếu mà chúng ta không có chuỗi là chắc chắn là chúng ta thọt rất nhiều tiền. Đấy, nên là để mà không bị thọt thì tôi bắt buộc tôi phải có chuỗi. Đấy, nó là vấn đề nó như thế. Đánh lúc nào nó cũng phải giữ cái chuỗi rất là cẩn thận. Và cái quả đấy sơ suất quá, quả đấy không chuyển vị trí con Lila. Thường là đánh là nó, nếu mà cẩn thận là cái dây cuối là thường là tôi hay lật con Lila sang bên này. Nhưng mà trận này tôi đánh là không cẩn thận lắm. Đấy, chỉ cần một cái combo như thế thôi là xong, biết nào đỡ được, đúng không? Đấy, thằng này xả hết tiền rồi, không làm gì được này. Thấy không? Đấy, anh em cũng biết rồi. Cái combo này là tôi đã nói với anh em rồi, chia sẻ là cứ uy tín luôn anh em nhé, cực kỳ uy tín. Chỉ cần là có một con Grim đấy và một con Lila, nhưng mà phải có Blink này với cả phải có đồ mala nhanh anh em nhé, tăng mala nhanh. Có một cái hay mà anh em chắc là anh em chưa nhận ra, đấy chính là cái Tuva ấy. Cái Tuva ấy nó bây giờ nhá là nó có khả năng tăng mala cả ngay cả khi anh em Blink đấy. Khi mà anh em sử dụng cái Tuva ấy, anh em cho cái con Blink cầm ấy, khi nó Blink ra chỗ khác thì những cái con xung quanh con đấy nó vẫn được hưởng cái hiệu ứng tăng mala anh em nhá, vẫn được tăng 30 mala, rất là hay. Ngày trước thì khi mà Blink ra chỗ khác là không được đâu, mà bây giờ thì nó sửa lại cái đấy rồi. Thế nên là anh em có thể kết hợp với cái combo này cũng rất là ok. Lila cầm Tuva, cầm tẩu này, xong rồi cầm một cái Blink. Quá ok luôn anh em ạ. Nói thật chứ, cái combo đấy nó giúp tôi có chuỗi và bây giờ nó giúp tôi giữ máu luôn, vẫn giành những cái chiến thắng. Đấy. Và nếu mà không có gì thay đổi thì cứ lên 9 đi. Tôi sẽ roll ở 9 luôn. 9 Warrior kiếm con Doom. Trận này là anh em thấy là có 3 nhà beat nhá. Đấy. Có một nhà chơi Goblin nhưng mà sắp xuống hố rồi. Còn nhà cửa lai tôi nghĩ là sớm muộn thì cũng xuống hồ đó. Đó là những cái bộ mà rất yếu ở trong cái meta này. À nhưng mà không nhá, cái bộ Goblin là nó có một cái cách chơi rất là hay. Cái cách chơi mới tôi sẽ giới thiệu cho anh em ở những cái video tiếp theo. Đấy, anh em hãy đón chờ những cái video tiếp theo nhá. Sẽ có một cái bộ Goblin cực mạnh luôn dành cho anh em, một cái lối chơi cực kỳ hay. Cái bộ đấy tôi đặt tên là bộ Goblin bất tử. Đấy. Goblin đấy là Goblin mà bây giờ vô địch luôn. Không có cái bộ nào mà ăn được. Chấp cả Witcher. Chấp cả Witcher luôn. Đấy. Để tôi giới thiệu cho anh em ở những cái video clip tiếp theo anh em nhé. Anh em hãy chú ý đón xem. Lên 9 rồi thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là ở 9 ấy chúng ta sẽ kiếm những cái con tướng 5 đô hoặc là 4 đô. Như ở trong cái bộ mét là có con Lich. Đấy. Chúng ta có thể kiếm cái con 5 đô luôn. Mà không phải qua những cái con như kiểu con Lila hay là con Thunder nữa. Chúng ta chơi lên trên level cao. Chơi theo kiểu đẩy cấp chứ chúng ta không chơi theo kiểu hyper roll. Đấy, bởi vì bây giờ hiện tại chúng ta đang có sách. Và chúng ta tận dụng những cái cuốn sách để chúng ta cắn lên. Mà chúng ta cắn sách mà chúng ta không tăng level thì nó phí à. Chúng ta cắn sách lên nhưng mà chúng ta chỉ đứng ở level 7 chúng ta roll thì nó hơi phí các bạn. Tôi thì tôi cắn lên 9 thôi chứ tôi không phải là tôi có ý định là tôi chơi Human Made tôi lên 12. Đấy, chỉ đánh ở level 9 thôi, chơi fake thôi. Đây rồi. Đấy, up lên 8 hay là lên 9 thôi, ra là cái con 4 đô dễ hơn. Trượng hiến tế. Tôi nghĩ là sẽ cho con già cho nó clear. Thiếu một con Wizard nữa thì chúng ta có thể pick cái con cá vào hoặc là chúng ta có thể lấy cái con Grand Hedad cũng được. Như này mới có 5m à? Giá nhưng mà nó là 6m nhỉ? Bỏ qua mấy con Orc không mua. Bây giờ hy vọng ra con rồng và con Orc thôi. Là chúng ta sẽ có thể là đánh 6m trước. Đánh 6m trước đã. Ok. Cái bộ Warrior thì vẫn phải giữ lại anh em nhé, để có thể là chuyển linh hoạt thôi. Trong trường hợp mà đối thủ là sẽ có người là chuyển sang Insectoid
chúng ta cần chuẩn bị trước. Đấy, như tôi đã chia sẻ. Còn bây giờ thì nó vẫn là beat thôi. Thường là bây giờ họ sẽ chơi là gì? Beat kẹp với cả beat kẹp với cả Orc, Half Orc, đúng không? Sau đó là lấy sách. Lấy sách và lấy cái sừng chiến. Đấy. Đây rồi, đủ bộ 9m rồi. Bỏ nó ra đi nhá. Đạp clear thì có nhiều con Thunder, con già. Hoặc là kể cả con Tabu. Thôi được rồi. Chúng ta có cái con clear rồi nên là không cần. Cần những cái con kiểu con Flame Wizard để nó có thể là kết liễu anh em ạ. Nó có đam kết liễu. Ui dồi, vãi. Round 22, bom 2. Máy bay. Ui, đủ 6 Goblin 6 mech rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Thế thì Goblin nó lại khỏe anh em nhá. 6 Goblin 6 mech tầm này thì khỏe rồi. Thua. 9m này vẫn còn non. Chưa ăn được. Cái bộ này bây giờ chỉ có beat mới đẩy được. 6 Goblin 6 mech nhưng mà bom 2 cơ. Bom 2 tôi sợ beat cũng không đẩy được. Bom 2 nổ phát là giải tán hết lũ beat. Cái bọn beat ấy, giáp nó bé anh em ạ. Giáp nó bé, bom nó nổ phát đam vật lý giải tán hết. Với cả cái bọn beat thì sức mạnh của nó là nhờ cái việc nó đông ấy, nó tích sự tách nhanh. Nhưng thế mà cái quả bom ấy nó dọn hết tất cả cái đội hình thì còn lại một hai con thì đánh nó có tăng được cái stack đâu mà. Stack đam. Khả năng là Goblin nó sẽ khỏe trong cái trận đấu này đấy. Hunter. Hunter thì bây giờ tầm này vẫn thua đâu. Không thắng được. À đâu, vẫn thắng được. Vẫn thắng được, vẫn thắng được, vẫn thắng được. Vẫn có khả năng đấy. Cần được combo đẹp hơn một chút. Với cả con Thunder lên được 2 sao, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được bọn Hunter tầm này. Trong trường hợp mà không ăn được thì tí nữa chuyển sang 9 Warrior. Con già nó ra được 2 con, con Thunder nó mới ra 1 con này. Đen nhỉ. Nói chung là đội hình này của tôi thì bây giờ yếu lắm anh em ạ, thua hết rồi. Round 26 xả mạnh. Trứng à. Chưa Thunder mà đập trứng nhá. Hay là đập trứng cho Tabu luôn không? Trên này lui thêm cái con Flame lên 3 sao. Thunder 3 sao. Còn trước khi mà lên 3 sao thì chơi co là Tabu Witcher. Tabu Witcher cầm cầm đồ 9m cũng khỏe đấy. Khá là ok. Cái bộ 9m bây giờ nó cũng khỏe là bởi vì là cái combo quạt mực với cả con Lila anh em ạ. Với cả Doom nữa. Nếu mà anh em kẹp được thêm con Doom vào thì cũng ngon. Cái combo này nó khá là rõ ràng luôn đấy. Nó rất là dễ để thực hiện. Vì bây giờ chắc chắn là con Grim nó quẹt mực trước. Đấy. Kiểu gì nó vào nó quẹt luôn. Thôi bán này đi, có Doom rồi thay. Ok, lên được 3 không nào. Thunder này. Tabu Witcher lên được 2 sao luôn. Ok. Nên đập trứng luôn không nhỉ? Hay quá, đỡ phải đập trứng. Mình tới. Rồi.
Đánh mất AZ này cũng được. Tôi nghĩ là đánh mất AZ nó hay hơn cái cấm đánh. Chơi 9m này là nó có cái đóng đá là nó cũng như là cái cấm đánh rồi. Chúng ta cần là cần thêm cái chống hồi máu ấy. Có nhiều đối thủ là có hồi máu. Cái bộ này nó quẹt trưởng nó không tiêu diệt được. Ui, nhìn cái bom nó lổ kìa. Lại thua. Ui, không thua. Nhưng mà đây chỉ là cái bóng thôi. Đấy, bây giờ là ăn được rồi. Thunder lên được 2 là ăn được. Già lẽ ra là sắp lên được 3 sao đấy. Nhưng mà bây giờ Thunder mới lên được 2. Quên mất chia sẻ với anh em là sang cái mùa mới này thì cái con Saudivo nó cũng thay đổi trưởng, nó không còn hút mana nữa. Và bây giờ cái trưởng của nó ấy, nó giống như là con Lila ấy. Giống như con Flame Wizard. Tức là nó bắn trưởng vào đơn mục tiêu, nên là nó combo với cả cái con Grim cũng được luôn nha anh em nhá. Đấy, combo với Grim là ngon. Sau đó là khi mà combo ấy, thì cái con này nó hút mana. Tức là bắn vào cái con nào mà có mana thì nó sẽ hút mana của đối thủ. Đấy là cái sự thay đổi của hai con Wizard. Đấy, hai con Wizard bây giờ là nó cái con Grim thì nó bắn trưởng luôn từ đầu. Còn con Saudivo thì nó bắn trưởng như con Flame Wizard. Nên chúng ta có thể tận dụng cái combo đấy được. Đấy, đã bảo là combo leo top server mà. Anh em thấy không? Combo kiểu gì cũng thế nào cũng một hai con là dính cái combo. Chúng ta thêm một con gây đam kết liễu. Chính vì thế là cái bộ 9m nó mới khỏe đấy anh em. Nó mới quay trở lại đấy. Nhưng mà cũng xin lưu ý với anh em là anh em phải đề phòng 9m là phải đề phòng insect nha anh em nhá. Insect nó cũng không ít so với cả beat đâu. Đấy, thậm chí là nó còn nhiều hơn. Nếu mà trong trường hợp mà người ta thấy 9m là người ta chuyển từ beat sang insect nó rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lắm anh em ạ. Giữ lại hai cái con gấu 2 sao thôi. Xong làm hiền tế. Đấy. Những cái con Drui làm hiền tế thôi là chuyển sang insect được rồi. Rồi, tôi sẽ đổi đồ cam. Búa sét hay là hộp sọ đựng đẫm máu nhỉ. Đấy, hộp sọ ngon hơn đấy. Trong trường hợp mà đội hình có thể đề phòng insect bằng cái hộp sọ này anh em ạ. Lúc đấy chúng ta dồn đồ cho Tabu chơi anh em nhé. Để nó có cái khả năng hồi máu. Đánh với các bộ insect nó sẽ giúp cho anh em đỡ mất máu hơn. Chứ còn cái bọn 9m này mà nếu mà gặp Insectoid mà dồn đồ cho Thunder ấy, là ông xè quạt được một phát thôi là ông không làm gì nữa. Đến lúc cái bọn bọ đẻ ra là bó tay luôn, bất lực luôn. Nhưng con Tabu thì khác, con Tabu nó vẫn có thể liên tục tung trưởng được nhờ cái việc là burn mana của những cái con insect. Rồi. Vẫn giữ máu trên 50 máu là tôi vẫn quyết định là giữ 50 tiền thôi. Cứ từ tốn đó. Khi làm máu tụt tụt một tí thì hẳn hay. Còn bây giờ thì cái ông cục quạch kia thì 6 goblin 6 bách thì sớm muộn gì bom về máy bay cũng lên được 3 sao thôi mà. Cái tâm này mạnh rồi có thằng nào cản ở đâu. Nếu mà bảo có ai cản được thì đấy là tôi. Thế thôi chứ còn làm gì còn ai cản được. Đây. Đấy mèo 2 sao rồi. Cản cái kiểu gì. Trời ơi anh em nhìn mèo kìa. 6 con mèo luôn. 6 con mèo 2 sao. Nhưng mà chỉ có tôi cản được. Anh em thấy không. Làm gì còn ai cản được. Khỏe mà combo phát mạnh ngay. Rồi. Gương à cũng được á. Tăng mana cho nhanh. Thunder à. Con này là phải lui lên 3 sao. Mà chơi cái bộ này đừng có lấy gậy xanh anh em nhá. Lấy gậy xanh phí à. Vườn cái gì nhỉ. À, 3 feather. Đấy. Rồi. Con rồng mập à. Đập trứng luôn. Ok. Và đây nó cũng sẽ là cái bí quyết để giúp anh em có thể chơi 9m solo late game anh em nhé. Đấy.
tôi xin chia sẻ với anh em luôn ở trong cái video clip ngày hôm nay luôn. Làm thế nào để chơi 9m và vô địch late game? Bởi vì 9m nhiều khi là late game họ chuyển sang cá này họ đánh đúng không? Và chơi như này không bao giờ sợ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi một cái đồ cam nữa. Này hơi khí nhỉ. Cái gương này tôi muốn giữ lại để cho tăng mana nhanh. Tôi cũng chưa muốn bỏ anh em ạ. Mỗi con cầm cái bơ linh. Đấy, còn cái đồ tăng tốc đánh thì cho con tabu cầm. Ui, lại tabu này. Mà thôi, 2 sao đủ rồi. Rồng mập, đây rồi, rồng mập 3 sao nha anh em nhá. Và đây nó là sẽ là cái cách mà chúng ta có thể vô địch, mà chúng ta không sợ cá. Đấy. Anh em chưa 9m anh em lui thêm con rồng mập. Tí nữa chúng ta dồn đồ cho rồng mập ở late game. Nếu mà trong trường hợp mà đối thủ họ chơi kẹp cá. Rồi xong rồi, beat đi rồi. Đấy, beat với chúng tôi. Xong rồi. Cái con rồng mập ấy nó sẽ đảm bảo là chúng ta đánh với cả nhà Goblin luôn. Rồi bây giờ đổi thêm một cái đồ cam nữa nhá. Đấy, cái đồ rác thì vứt hết rồi. Ok. Bất diệt thì là cái búa sét. Giáp xương cũng ngon. Cái gì cũng ngon nhưng mà thôi chọn một cái thôi. Úi rồi. Còn được anh em ở trong game khen. Đây, dồn đồ cho rồng mập anh em ạ. Đấy. Dồn đồ cho rồng mập lên luôn. Anh em thấy tôi bây giờ còn đang chơi cộng 5 luôn kìa. Trong khi cái nhà Goblin make rất khỏe nhá. Đấy, kẹp được cá rồi. Mèo 3 luôn. Mèo 3. Bảo tại sao mà lại lên top server đúng không anh em? Anh em nhìn này. Bất lực luôn. Mèo 3 chả đấm được phát nào luôn kìa. Đấy anh em thấy chưa? Bí quyết top server đấy anh em ạ. À, trời ơi, một mũi tên trúng hai con nhặng luôn. Đi luôn cả hai luôn. Anh em thấy không? Mèo 3 sao full đồ nhá. Đấy, kẹp hai mèo 2 civet vào rồi. Vẫn coi như là bay màu mà không đấm được phát nào. Con bom thậm chí còn không đặt được ra. Không đặt được bom mà anh em xem lại cái quả đấy đi. Tôi thấy cái con bom nhá, nó còn không đặt được cái quả bom xuống luôn. Bởi vì làm sao cái con rồng mập ấy nó khiến cho đối thủ là bị đóng đá đến chết. Quá kinh khủng anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và anh em nhớ nhá, hãy đón chờ những cái video clip tiếp theo của tôi. Đó sẽ là những cái video clip hay nhất đầu mùa, rất là kịch tính và căng thẳng anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.